rồi nghe cái nói để anh nhặt thờ cho chú nhở. Ủa đây là chú mang mua tặng. Đây bộ này cũng chuẩn rồi. Hết một cả. Để cho tí. Chú Điệp, chú Điệp đúng không? Ừ. Đấy, đấy. Và hôm nay chú Điệp ở tại một khách hàng cũ đã trước thì cũng đã sử dụng một bộ trường kỷ, hôm nay là tiếp tục là về là duyệt thêm một bộ trường kỷ nha quý vị ạ. Hiện tại là ngày 9 tháng 3 năm 2021 buổi chiều tối. Hiện tại là 6 giờ tối nhé quý vị. Đây là hình ảnh chú Điệp, một khách hàng cũ của chúng tôi. Thì đã dùng một bộ trường kỷ trước kia rồi, hôm nay đã tiếp tục về ủng hộ thêm xưởng đồ gỗ Tùng Tám là một bộ nữa. Đây hiện tại đây là hình ảnh cái sản phẩm quý vị này. Bộ trường này là bằng chất liệu gỗ lim, kích thước là hàng đá, chân 10 chỉ, đục tứ quý. Đây, bộ trường này là đục là tứ quý, tùng trúc cúc mai, dạ đục hạnh phúc. Chiếc ghế thứ nhất đây, bàn cứu chất liệu gỗ lim, vân gỗ tự nhiên rất đẹp. Đây, ngoài ra bên này là còn một bộ nữa. Hai bộ trường kỷ lim nữa nhé. Đây, hai bộ trường lim vậy nhá. Thì chú Điệp đã ký cái bộ rồi. Ở đây còn một bộ thì cũng của một khách hàng khác, là khách hàng đã đặt rồi. Thì hai bộ này đã có chủ nhân hết rồi. Còn quý vị nào có nhu cầu thêm thì cứ liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám, có số điện thoại là 0987 50086, website đồ gỗ Tùng Tám.com. Chúng tôi có rất nhiều các mẫu trường kỷ khác, thì chúng tôi sẽ quý vị cứ liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp báo giá. Ok mọi người.